Từ khuya ngày 1 đến rạng sáng ngày 2 tháng 10, mưa lớn kéo dài làm một lượng cát đỏ khổng lồ trên các đồi ở thôn Tiến Hải, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, đổ xuống một tuyến đường ven biển. Sự việc làm một đoạn đường Lạc Long Quân bị cát đỏ kèm bùn phủ lấp. Trên đoạn đường này, nhiều nơi bị ngập sâu từ 10 đến 15cm, mố cầu bê tông tại thôn Tiến Hải bị sập, một số phương tiện bị kẹt lại, nhà dân cũng bị cát đỏ kèm nước tràn vào nhà. Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực này, đồng thời tổ chức khắc phục sự cố. Sáng ngày 2 tháng 10, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận Nguyễn Quốc Nam cho biết các phương tiện chưa thể di chuyển qua khu vực xảy ra sự cố. Ngoài việc dọn dẹp lượng cát đỏ tràn xuống đường, ngành chức năng đang lên phương án xây cầu tạm bằng sắt tại khu vực cầu bê tông bị sụp để giúp người dân và phương tiện có thể đi lại trong thời gian sớm nhất. Được biết, tại khu vực trên thường xuyên xảy ra sự cố lũ cát đỏ nhưng đến nay vẫn chưa có phương án xử lý dứt điểm.